Theo hồ sơ tự công bố, thì 5 loại rượu của cơ sở rượu Đất Lúa đều không có chứa methanol, tức cồn công nghiệp. Vậy nhưng thông tin từ Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, qua lấy mẫu giám định kết quả cho thấy hàm lượng cồn công nghiệp trong một số loại rượu chiếm tới 30%. Đây là một chất độc được xác định là nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc rượu khiến 2 người tử vong, nhiều người nguy kịch xảy ra tại xã Kiều Kỵ, huyện Gia Lâm vào hồi tháng 4 năm nay. Thưa quý vị, đây là dụng cụ đã từng được sử dụng để sản xuất rượu của cơ sở sản xuất rượu Đất Lúa. Hiện tại thì toàn bộ những cái vật dụng như thế này thì đang được niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Theo Ủy ban nhân dân huyện Kim Động, trên địa bàn hiện có khoảng 20 cơ sở sản xuất rượu được cấp phép. Dù địa phương thường xuyên lập đoàn đi kiểm tra giám sát, nhưng việc quan trọng nhất là lấy mẫu kiểm nghiệm thì phía huyện lại không thực hiện được. Chuyên môn nghiệp vụ là không có. Cái chức năng quản lý nhà nước có, nhưng cái chuyên môn nghiệp vụ thì lại không có. Do vậy vẫn phải nhờ vào cấp trên. Và cấp trên đây là cục chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm. Đấy, rồi là đến Sở Công Thương. Vậy nhưng đối với cơ sở rượu Đất Lúa, trong cả năm 2019, cả chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên và Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên lại chưa lấy mẫu rượu nào của cơ sở này để hậu kiểm. Chỉ đến khi vụ ngộ độc rượu khiến nhiều người tử vong thì hành vi sản xuất rượu độc mới bị phát giác. 4.000 lít cồn công nghiệp trôi nổi cũng bị công an huyện Kim Động bắt giữ tại hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn sau đó. Trước mắt ấy, của huyện làm ấy, thì tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn để kiểm tra từng cơ sở một. Đấy. Phải phối hợp với các ngành tỉnh kiểm tra lấy mẫu xem là, và cũng đề nghị nếu như mà không đủ cái chức năng ấy, thì phải đề nghị đến trung ương. Đấy, để xác định được cái mẫu đó. Từ cái đó, cái gì của huyện mà ban hành thì huyện sẽ thu hồi đối với các cơ sở vi. Hiện tại, chủ cơ sở sản xuất rượu Đất Lúa đã bị bắt tạm giam chờ đưa ra xét xử. Còn cơ sở đã tạm dừng hoạt động từ tháng 4 năm nay. Vậy nhưng, những lo ngại về rượu độc của cơ sở này còn lưu hành trên thị trường thì vẫn chưa dừng lại.